xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với qn các bạn thân mến chuyện chăn gối là một cái yếu tố rất là quan trọng trong mối quan hệ nam và nữ bất kể là dù các bạn có kết hôn hay là chưa để cái chuyện chăn gối nó được thăng hoa không chỉ là cái sự thấu hiểu về tâm lý đâu mà nó cần phải có nhiều cái kỹ năng ở trong đó đối với phái mạnh thì luôn muốn tìm hiểu những câu hỏi rằng bạn nữ của mình thích quan hệ như thế nào Điều gì làm cô ấy sung sướng khi mà quan hệ Một trong những cái câu hỏi mà được nhiều nam giới vào cái độ tuổi mới lớn Hoặc là những anh em chưa có kinh nghiệm về các vấn đề chăn gối luôn muốn tìm hiểu Đó là phụ nữ có thích uống sinh tố nồng nọc của mình hay là không Vậy thì nha Cho phụ nữ hỏi, đại diện là nguyên nè à, hỏi Đàn ông có thích phụ nữ uống sinh tố nồng nọc không các bạn Tất nhiên là có rồi thì hầu hết những người đàn ông trong cái lúc ân ái đều muốn bạn tình có thể nuốt cái này vì sao lại như vậy thứ nhất đó là cái người đàn ông họ sẽ cảm thấy rất là hưng phấn hơn hạnh phúc hơn bởi vì với đàn ông thì cái việc chị em uống sinh tố nồng nọc là một cái cử chỉ rất là gợi tình thứ hai đó là đàn ông sẽ có cảm giác được phục tùng và được nuông chiều thứ ba đó là cũng khẳng định cái mức độ tình cảm và cái sự khăng khít giữa hai người với nhau Thật sự mà cái vấn đề nuốt sinh tố nồng nọc với các bạn là một cái vấn đề được nhiều chị em rất là quan tâm đặc biệt đối với những người không thể nào mà nuốt nổi á. Một số quan điểm thì họ cảm thấy rất là kinh tởm, ghê tởm gì đó nhưng mà nhiều người lại thích thú và thậm chí đó là nghiện nha. Để mà có thể nuốt được cái loại sinh tố này á thì cần phải luyện tập mới có thể làm được cái điều này. Tình dục là một cái vấn đề tự nguyện và cái việc đó là các bạn nữ á nuốt cái loại sinh tố này của bạn tình hay là cái người chồng người yêu cũng là một cái điều các bạn nên tự nguyện không có bắt buộc nha các bạn trai không có bắt buộc người ta làm nha người ta không thích thì thôi và nếu người ta không thích thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách để mà người ta thích để mà làm thay đổi cái khẩu vị nó như thế nào mà người ta có thể tự tin nuốt nó nha chứ đừng có bắt buộc <laughs> và trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái mùi vị ha nó như thế nào nếu mà các bạn chưa từng uống cái loại sinh tố này á hoặc là nghe từ hội chị em này kia á hoặc là những đọc bài báo nào đó về những cái việc mà uống á thì các bạn có biết là cái mùi vị nó như thế nào hay là chưa với các bạn chưa chuyên nghiệp còn khá mơ màng trong cái việc đó uống cái loại này á thì chắc hẳn sẽ nghĩ là nó có mùi tanh có lẽ sẽ có vị béo béo ngậy ngậy đôi khi mà nếu mà trước mà yêu đàn ông không vệ sinh sạch sẽ cái chỗ này á thì có thể nó là kèm thêm cái mùi hôi có không nhưng mà trên thực tế nha thì đó là cái cách nhìn nhận khá là phiến diện bởi với mỗi người đàn ông khác nhau cơ địa thể chất của mỗi người là khác nhau Vì thế mà các loại sinh tố nồng nọc của họ sẽ có những cái vị rất là khác nhau Nếu xét về cái thành phần thì cái chất kiềm ở trong cái loại sinh tố này sẽ tạo nên cái vị hơi đắng nhẹ Chất đường tô sẽ có cái vị ngọt Có thể nói cái mùi vị của tinh binh nó... nó cái mùi vị nó 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 sao nhở nó khá là đa dạng ha nó có thể đem đến những cái khẩu vị khác nhau từ thú vị vô vị cho đến kinh tởm <laughs> mùi và vị này á, nó có thể thay đổi bởi cái cái hydrat hóa diễn ra trong cơ thể và cái chế độ dinh dưỡng của người đó nhưng mà có một số người lại ưa thích nó các bạn chỉ vì đó là cái hương vị thuộc về riêng của các người đàn ông của họ mà thôi giống như có nhiều chị em phụ nữ á, bị nghiện trời bị nghiện uống cái loại sinh tố này luôn á có thiệt luôn á không biết mùi vị làm sao như thế nào ngon hay sao á mà rất là nghiện luôn ghiền còn riêng nguyên hả Thôi không nói đâu. <laughs> Bây giờ á thì anh em á muốn chị em uống cái loại sinh tố này không? muốn thì làm ngay cái điều này để mà cải thiện cái chất lượng mùi vị của nó cho nó ngọt ngào thơm tho chú ha như chúng ta đã biết ở trên nãy giờ quen nói thì cái hương vị nó có sự phụ thuộc khá lớn vào cái chế độ ăn uống của người đàn ông hiện nay đã có một số bằng chứng cho thấy cái việc mà cải thiện cái mùi vị này thông qua cái chế độ ăn uống đem lại cái hiệu quả rất là khả quan tăng cái độ ngọt của sinh tố nồng nọc với những cái loại trái cây chứa nhiều đường trong đó thì có dứa dứa là trái thơm á các bạn và nước ép trái cây mùi vị sẽ dễ chịu hơn ngon hơn khi mà sử dụng những cái hương liệu giống như là quế chanh trà xanh và nên giảm cái lượng thịt nha các bạn tức là protein á tuy nhiên thì mỗi người khác nhau sẽ có những cái khẩu vị rất là khác nhau Bởi vậy cách tốt nhất á, là gì? Là các bạn phải hợp tác với nhau thôi Vừa thay đổi bữa ăn Vừa để mà phụ nữ họ đánh giá cái hương vị của nó Để mà tìm ra cái chế độ ăn phù hợp nhất một số người á, cải thiện cái hương vị này bằng cách sử dụng những cái chất bôi trơn với những cái mùi vị trái cây khác nhau nhưng cho dù có sử dụng cái cách gì đi nữa thì cái điều kiện đầu tiên á, các bạn phải nhớ để mà tránh những cái sự phản cảm đến từ phụ nữ đó chính là gì là vệ sinh sạch sẽ cái khu vực nhạy cảm này nha sức dầu thơm sạch sạch gì vô cho nó thơm thơm các bạn cho cái mùi nó dễ thương ngọt ngào một chút xíu <laughs> vậy thì uống cái loại sinh tố này có an toàn không có bị gì không cái vấn đề mà tình dục hòa hợp và tình yêu là hai cái sợi dây vững chắc trong một mối quan hệ tình cảm bởi vậy nha các cặp vợ chồng sau khi mà kết hôn đều ao ước có được hai cái điều này vậy nhưng mà không phải cái cặp đôi nào cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau hết các bạn biết đối phương cần gì và biết đối phương thích gì muốn gì bởi vậy chúng ta cần phải có cái sự chia sẻ ở trong đó tình dục là một quá trình tạo hóa ban tặng cho con người vì nó tạo ra cái sự vui sướng cảm xúc thăng hoa và đem đến những cái lợi ích rất là tích cực trong cuộc sống hàng ngày Hoạt động này không chỉ đơn giản là duy trì cái nội giống đâu mà nó còn có cái sự thỏa mãn, sự khát khao bí ẩn ở bên trong của mỗi con người. Một trong những cái kỹ thuật được nhiều cặp đôi yêu thích nhất đó là khi uh, quan hệ đó, đó là nói bậy là khẩu dâm đó, thì nam giới cảm thấy sung sướng khi mà bắn vào trong miệng của đối phương Nhiều người e ngại không biết rằng cái việc mà uống cái loại sinh tố này có an toàn hay không Đó chúng ta đã biết về các bản chất của tinh dịch và tinh trùng rồi Đều là những cái chất an toàn với cơ thể Khi mà từ miệng theo thực quản xuống dạ dày Nó sẽ được tiêu hóa giống như là gì? Là món ăn thông thường vậy thôi Có một số trường hợp hiếm á là phụ nữ họ bị dị ứng với protein có trong cái loại sinh tố này khiến cho xuất hiện những cái triệu chứng giống như là bị ngứa bị nốt đỏ này kia người ta gọi đó là quá mẫn cảm rồi mặc dù ít nhưng không phải là không có xảy ra nha bởi vậy nếu mà người đàn ông của bạn hoàn toàn khỏe mạnh thì cái việc nuốt này nó rất là an toàn luôn không những vậy nó còn mang lại nhiều cái lợi ích khác nữa thì cái điều này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nè <laughs> vậy thì có những cái lợi ích nào khi mà chúng ta sử dụng sinh tố nồng nọc đây các bạn nhiều người chỉ quan tâm đến tác dụng duy trì nội giống khi mà quan hệ của những cái con nồng nọc thôi nhưng mà khi mà chúng ta nuốt những cái con này á, thì cũng sẽ có những cái lợi ích rất là tích cực với cơ thể nha các bạn. ở trong cái sinh tố nồng nọc nó có chứa cái chất chống chống trầm cảm á. nó có thể làm đẹp da chống lão hóa tăng cường hệ miễn dịch có được cái cảm giác ngủ sâu và ngủ ngon hơn, giảm huyết áp. Các bạn có thấy là người ta dùng sinh tố nồng nọc để mà bôi lên mặt chưa các bạn? Nói là cải thiện làn da đó. VN thì VN không có làm. Không biết có ai làm thì comment cho VN coi với. Các bạn thân mến Video của Quyên đến đây là hết. Thì qua cái video ngày hôm nay á, mình hy vọng các bạn có thể biết thêm vài điều về quan điểm của chị em về cái việc đó là uống sinh tố đồng nào ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Quyên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của Quyên nha các bạn.